Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thế Giới Xe Cho Bé Bông Kít. Hôm nay Bông Kít xin gửi đến các bạn video hướng dẫn lắp đặt dòng xe ô tô điện trẻ em Lamborghini HD918. Hàng bên mình là hàng nhập chính ngạch nguyên đai nguyên kiện nha các bạn nhé. Và khi mà nhấc từ trong hộp ra thì xe nó sẽ rời một số các cái bộ phận như là bánh, ghế, vô lăng, cánh gió và một số các cái bộ phận trang trí, còn đâu thì khung xe của nó là liền rồi. Hàng của ông Kít được đóng gói trong các cái thùng bìa cắt tông rất là vuông vắn như thế này để đảm bảo hàng không bị móp méo, không bị chảy xước trong quá trình vận chuyển. Và đây kỹ thuật đang tiến hành nhấc các cái bộ phận rời ra để việc lắp đặt nó được dễ dàng hơn. Việc đầu tiên là sẽ tiến hành cài dây ắc quy và test qua các cái bộ phận về điện để đảm bảo xe vận hành ok. Thì sau đó thì bên mình sẽ tiến hành lắp. Đây là kỹ thuật đang test motor này. Dòng xe này là mang kiểu dáng Lamborghini mà kiểu mới kích thước nhỏ xinh cho một bạn dưới 6 tuổi. Nhưng mà là hàng cao cấp, chạy 4 động cơ này. Đây các bạn nhìn thấy các cái đùi gà của nó. 4 động cơ, ghế da, bánh cao su. Dòng này thì chạy 4 động cơ cho nên là việc lắp đặt 4 bánh là giống nhau. Các bạn cho bánh vào, cho làm sao để nó khớp cái mấu ở trên bánh với lại các cái răng cưa ở trên hộp số. Sau đó thì cho long đen này, vặn ốc này. Các bạn chỉ lưu ý là cái trục đằng trước của nó là hai trục rời cho nên là các bạn có thể xoáy một cách dễ dàng. Còn trục sau thì nó là trục thông giữa hai bánh thì thường là các bạn sẽ gá tạm nó vào, sau đó thì các bạn xoáy đồng thời cả hai bánh thì nó sẽ chặt được. Khi mà ráp xong 4 cái bánh ấy, thì là về cơ bản là cái dáng xe nó đã hoàn thiện rồi cho nên là trông tương đối là cao so với ban đầu nha các bạn nhé. Đây, khi mà các bạn ráp hai bánh sau ấy, thì các bạn sẽ ráp đồng thời. Tiếp tục ráp đến ghế này. Các bạn phải lùa, phải bóp chốt này nhá. Đấy, bóp chốt này. Đấy. Sau đó thì lùa vào cho nó đúng cái khớp của nó. Sắt ở mép ghế đây là chân sạc nhé, nó có biểu tượng tia chớp này. Cái vị trí này thì nhiều khi khách rất là khó tìm. Tiếp tục là ráp đến vô lăng. Vô lăng thì các bạn cài dây theo đúng chiều của nó này. Sau đó thì khéo léo ấn cái dây vào và mình đưa cái vô lăng vào cho nó cái lỗ ở trên vô lăng này nó khớp với cái lỗ ở trên cái trục của vô lăng. Sau đó vít ốc lại. Kính chắn gió thì mình chỉ đặt vào đúng cái vị trí của nó và ấn lẫy xuống là được. Đây là cánh gió phía sau cũng thế. Tiếp theo là mình ốp vào bánh. Mình cũng đặt cái la răng vào các cái khớp mà nhà sản xuất đã thiết kế sẵn. Sau đó thì bóp mạnh nó vào là được. Nó kêu tạch một cái là được.
bốn bánh, ba bánh còn lại thì mình sẽ làm tương tự. Và đây là kỹ thuật sẽ tiến hành ráp pin vào điều khiển và test cái chức năng điều khiển từ xa. Mới đầu ấy thì là xe nó sẽ chưa nhận khiển cho nên mình sẽ phải cài đặt nhé các bạn nhé. Các bạn ấn vào cái nút tròn giữa này, ấn một lúc này. Ấn giữ một lúc thì đèn nó nhấp nháy thì mình sẽ bật xe lên. Đèn trên điều khiển hết nhấp nháy là như vậy là xe đã nhận khiển rồi. Đó, các bạn nhìn kỹ thuật điều khiển. Trên điều khiển thì có nút tiến lùi, quay trái, quay phải theo chiều mũi tên. S là tăng giảm tốc độ, P là tạm dừng. Và chữ M là tiến lùi tại để bé chơi tại chỗ. Và tiếp tục là kiểm tra tới sạc. Khi mà mới cắm vào nguồn điện nhé thì là đèn ở trên củ sạc sẽ là màu xanh này. Khi mà cắm vào xe thì đèn trên củ sạc nó sẽ đổi thành màu đỏ. Và xe nó sẽ tự động ngắt nguồn để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé trong quá trình sạc này. Và khi nào mà sạc đầy thì là ắc quy đầy ấy, thì là đèn ở trên củ sạc nó sẽ đổi thành màu xanh nhé các bạn nhé. Thường là sẽ phải 8 đến 10 tiếng nó mới đầy. Và các bạn lưu ý là muốn chơi ấy, khi mà bé xe sạc đầy ắc quy rồi nhá, muốn sử dụng ấy, thì các bạn sẽ phải rút sạc ra hoàn toàn khỏi khỏi xe này. Đây, phải rút hoàn toàn cái này ra nhé. Chứ nếu mà các bạn chỉ rút ở cái nguồn điện mà các bạn không rút cái này ra, đấy, thì bật nó cũng sẽ không lên đâu. Các bạn sẽ phải rút ra khỏi xe này. Đó. Và đây chính là chiếc HD918 sau khi đã được kỹ thuật của Bông Kít lắp ráp đầy đủ và test tất cả các bộ phận. Đây mình quay qua để cho các bạn quan sát cũng như là đánh giá một cách chính xác nhất về chất lượng của dòng xe này nhé. Theo như đánh giá của mình thì cái dòng xe này với cái tầm tiền như thế này thì chất lượng là quá ok. Bởi vì sao? Bởi vì nó là dòng xe sang, chạy 4 động cơ, ghế da, bánh cao su. Bánh cao su này thì nó làm cho xe vận hành êm ái trên mọi cung đường, nó sẽ không kêu như bánh nhựa nha các bạn nhé. Còn về chất liệu nhựa thì tương đối là dày dặn, sáng bóng này và rất là mịn. Thiết kế sắc nét và đây là hàng bản quyền của Lamborghini. Đấy các bạn có thể nhìn thấy logo của Lamborghini đây nhé. Logo thì có ở đầu xe này, trên bốn bánh này và ở chỗ vô lăng nữa. Đây là dòng xe thiết kế kiểu hai cánh cửa mở ngang, sang trọng và tiện lợi cho bé trong quá trình bước lên bước xuống này. Tích hợp đầy đủ các chức năng còi, đèn, nhạc, số tiến số lùi, điều khiển từ xa, dây an toàn, cổng kết nối USB. Đây phía đầu xe thì được thiết kế tương đối góc cạnh và cá tính với bộ đôi ống xả này. Hệ thống đèn đuôi cũng khá là đẹp. Ở phía dưới này còn được trang bị bánh xe nhé các bạn nhé. Đây. Đó. Trong trường hợp mà kéo thì mình sẽ nhả cái bánh này ra. Còn khi mà không cần thiết thì mình sẽ hất lên. Nói chung là đầy đủ các chức năng, không thiếu một cái gì. Ghế thì đây là dòng xe thuộc nhóm nhỏ nhưng mà ghế thì so với các loại xe khác thì mình thấy là khá là rộng. Phù hợp cho một bé dưới 6 tuổi ngồi một cách thoải mái này. Được trang bị dây an toàn, có thể điều chỉnh được độ dài ngắn của dây cho phù hợp với độ tuổi của bé. Trên táp lô này thì được tích hợp tất cả các cái nút vận hành này. Ngoài cùng là công tắc chọn chế độ đi tiến, đi lùi này. Nút đỏ đây là công tắc bật nguồn, bật tắt nguồn. Đây chính là công tắc tiến lùi tại chỗ này. Các bạn muốn không sử dụng, muốn đi nhé, thì các bạn phải tắt cái chế độ này đi. Để chế độ motion. Đấy, motion này. Đấy, thì là mới đi được. Đây, logo của Lamborghini này. Và toàn bộ bên tay trái đây là cái mạch nhạc, nó sẽ tích hợp cổng USB này, đèn báo ắc quy này, jack AUX này. Và bốn cái nút này là liên quan đến hệ thống nhạc của xe này.